Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2019, Tri Bộ Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế xây dựng Đông Nam Á tổ chức đại hội lần thứ ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Tri Bộ được Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp chọn nằm đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022. Dự đại hội có các lãnh đạo Ban xây dựng Đảng huyện ủy, lãnh đạo Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp cùng các đồng chí đảng viên trong Tri Bộ. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của tri bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Đông Nam Á luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. Chi bộ đã tham gia chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động trong công ty, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giúp công ty đạt tốc độ tăng trưởng cao, hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực theo nghị quyết Chi bộ đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, tri bộ đã kết nạp được 3 đảng viên, hai quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Các đảng viên trong tri bộ luôn thực hiện tốt các công việc được giao, khẳng định tốt vai trò vị trí của mình, nâng cao vai trò lãnh đạo của tri bộ trong mọi hoạt động của công ty để xây dựng tri bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy những thành tích đã đạt được, đại hội đã thảo luận một cách dân chủ đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 3 năm liên tục tri bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Kết nạp 5 đồng chí đảng viên mới trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên bị vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Huy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp đã biểu dương những thành tích xuất sắc của chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ đức đủ tài để bầu vào cấp ủy khóa mới lãnh đạo chi bộ để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022. Sau thời gian làm việc dân chủ, đoàn kết và đổi mới, đại hội đã bầu chi ủy chi bộ công ty gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đào Anh Hùng được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.